Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào chư vị thiện hữu tri thức. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2019, đây là chương trình vấn đáp Phật pháp cùng thầy. Có một bạn trên YouTube sau khi nghe pháp thoại của con thì hỏi rằng: Kính thưa thầy, phương pháp tu tập của Đức Phật và các vị tổ sư Trung Hoa có khác gì với nhau, và mình nên tu tập theo Phật hay tổ sư là tốt nhất? Đây là nhận định khách quan của bản thân con, kính chia sẻ cho Phật tử đặt câu hỏi và những người hữu duyên lắng nghe để ứng dụng. Mình như là một con người, tự thân mình biết tham sân si vẫn còn, vô minh và ái dục dẫn đường mình đi, chứ mình chưa bao giờ quyết định được nơi mình đến. Cho nên mình tự thường khinh mình, và mình cần một ai đó bên ngoài nhiều hơn mình, lớn hơn mình, tỉnh hơn mình, sáng hơn mình, từ bi và trí tuệ hơn mình để chỉ cho mình một cách, và mình tin tưởng rằng đi theo cách đó sẽ giúp mình giải thoát. Nhưng một người thầy tuyệt vời nhất giống như Đức Phật thì phương pháp của Ngài chỉ cũng chỉ là: ngoài tâm đừng cầu Phật. Bây giờ cầu Phật ở trong tâm, ngoài tâm mà cầu Phật là ngoài đạo. Đây là câu hỏi mà không phải quý Phật tử này hỏi ở thời này, mà thời Phật tại thế. Trong xứ Kalama, người dân đã hỏi Đức Thế Tôn câu hỏi tương tự như vậy: Thế Tôn à, chúng con nên tin ai? Vị guru này, vị thầy này, người theo tôn giáo này tới thì nói chúng con nên theo đường của họ, người khác tới thì nói ngược lại và phỉ báng những người khác. Ngoài đạo, tức là họ có nhiều tôn giáo khác nhau, họ bằng cách đạp người khác xuống, tự nâng mình lên và khuyên người khác theo mình bằng cách rằng tự khen mình và chê người khác. Nếu mình không khéo ở trong đạo, mình cũng đi chê pháp môn khác để tự nâng pháp môn mình, chê cách của người khác để tự nâng cách của mình. Đó không phải là cách của Phật dạy đích thực. Cách của Phật dạy á là thay vì tất cả chúng ta, ta biết mình còn phàm phu cho nên ta đi tìm một cách, một lời chỉ dẫn ở bên ngoài để theo đó mà ta tu tập theo. Nhưng Phật thì không có chỉ chúng ta cái cách. Cái từ Phật có nghĩa là gì? Phật là giác ngộ mà. Và giác ngộ tối thượng gọi là Sammasambuddha. Cái sự giác ngộ đó nó vốn sẵn có ở trong mình. Có điều tham sân si ái dục vô và vô minh nó đè lên trên giống như đá đè cỏ. Việc của mình là không phải làm gì cả, ngoài cái chuyện là lấy cỏ ra thì tự động có sự giác ngộ đó. Nó ở sẵn ở đó. Và khi mà không còn chướng ngại nữa thì mình là cái thứ đó, chứ không phải mình đạt được cái gì hết trơn. Cái gọi là tâm địa nhược không thì huệ nhược tự chiếu. Vì tâm địa của mình bây giờ nó không có không, mà nó có quá chừng. Thế cái khó, cái có đó đó, bây giờ mình lấy mình bỏ ra, mình lấy mình bỏ ra, mình lấy những cái viên đá nó đè lên những cái tự tánh tâm của mình đó, lấy bỏ ra. Thì khi mình lấy mình bỏ ra hết rồi thì cái còn lại là chính cái chân thật của mình. Bây giờ thực chất thì cái thân này mình lượm từ thức ăn, rồi cái nội dung tâm si tư của mình đó, mình cũng lượm từ bên ngoài vô. Cái gì mà nó từ bên ngoài nó tác động vô thì cái đó không phải là cái tôi chân thật của mình. Mình bỏ tất cả những cái thứ mà mình lượm bên ngoài vô, cái còn lại, cái đó là cái tự tánh chân thật của mình. Nó không sanh không diệt. Cái đó là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thì cái cách mà từ trong kinh Nguyên Thủy mà Phật còn dạy á, là làm sao để mà mình bật được cái ngọn đèn tâm của mình lên, tức là làm cho tâm mình sáng lên. Thì đèn ở trong mình thì lúc mình ngủ là mình tắt, chứ đâu ai ngủ thế cho mình đâu. Cho về mình thức thì mình phải tự bật, và bật tắt cái con tắt ở trên tâm mình. Và mình bật liên tục thì mình gọi là tỉnh giác chánh niệm liên tục. Mình tỉnh giác chánh niệm liên tục thì phải có cái gì để tâm mình nó hướng đến, thì đó gọi là tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp. Đây là cách của Thế Tôn dạy trong kinh Tạng Nikaya vẫn còn đó. Tức là dựa trên thân thọ tâm pháp này để cho tâm của mình tỉnh giác chánh niệm trong mỗi phút giây. Đi thì biết, nói còn cũng biết, suy tư mình biết, cảm nhận mình biết,
những cái suy tư vi tế gọi là pháp ở trong lòng mình, những cái phẩm chất tâm tốt hay là xấu, tiêu cực hay tích cực, thiện hay bất thiện, giải thoát hay ràng buộc, cao thượng hay hạ tiện, là mình biết. Không thể ai bên ngoài biết về mình, và việc đó mình phải làm, và mình làm ngay bây giờ. Tại cái phương pháp Phật dạy là phải thân thọ tâm pháp này, bật ngọn đèn điện trong lòng mình lên, và mình tự biết tất cả những gì đến và đi, sinh và diệt, để mình thấy được cái bản chất thật là vô thường, vô ngã, và cái sự bắt tội của nó gọi là dukkha, là khổ. Ai có thể làm thế điều đó? Không ai khác. Cho nên mình thậm chí không theo Phật, huống hồ gì mình theo tổ. Theo tức là mình nghĩ ở bên ngoài kia có một đối tượng nào đó để mà mình theo, thì lúc đó mình hướng ngoại cầu Phật, đó là ngoại đạo. Bây giờ mình nên đi hướng tông, hướng đông, hay là mình đi hướng tây? Hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới, mình nên đi hướng nào? Đi tất cả những hướng đó đều sai. Mình phải đi hướng nào nè? Hướng ngược lại 180 độ vào trong đây. Tức là mình phải phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Thời Phật tại thế thì Phật dạy tứ niệm xứ, và cũng có thể Phật dạy tổ sư thiền. Đến cái thời của Bồ Đề Đạt Ma, Ngài chỉ cần hỏi một câu kinh điển cho Ngài Huệ Khả rằng, Ngài Huệ Khả nói tâm con bất an, xin tổ an tâm cho con. Một câu hỏi kinh điển, đưa tâm đây ta an cho. Như vậy khi mà phản quan quay về tìm cái tâm bất an, thì mình chính là cái ánh sáng rọi vào cái đối tượng, thì cái đối tượng nó biến mất, nó không thật. Bởi vì cái bóng ở đâu có thật đâu, hay là bóng tối đâu có thật. Bóng tối chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng. Việc của mình cần là bật cái ánh sáng lên. Bóng tối nó không thật, nó mất. Thì cái câu hỏi kinh điển đó, nó làm cho Ngài Huệ Khả giác ngộ. Như vậy mình nên theo Phật hay theo tổ? Phật từ Buddha, tức là tỉnh thức một cách trọn vẹn, là Samma Sambuddha. Tổ là cái người đã theo cách mà Phật dạy và đã thấy được tự tánh của mình và cũng giác ngộ. Và bây giờ mình nói theo Phật hay theo tổ, cái nào tốt nhất? Thì tức là một dòng sông nó từ cái nguồn nó bắt đầu chảy xuống dưới đồng bằng, và nó chảy xuống dưới hạ lưu. Bây giờ mình ở dưới hạ lưu, mình nói mình nên theo trên đồng bằng hay là mình nên theo trên thượng nguồn? Thì nếu như không có cái thượng nguồn thì không có cái vùng đồng bằng mà sông chảy. Mà nếu không có cái vùng đồng bằng này thì thượng nguồn nó chảy xuống, nó bị đứt đoạn, thì mình ở dưới hạ lưu không có được gì cả. Cho nên mình là sự tiếp nối từ Phật, từ tổ, nên mình không thể chia cắt được. Nếu như không có Đức Phật thì không có chư tổ ở Trung Hoa. Không có chư tổ Trung Hoa thì Phật giáo Việt Nam không có được tiếp nối mà mạnh mẽ giống như bây giờ. Cho nên mình thấy một ở trong tất cả. Và tổ sư thiền, cái câu mà Bồ Đề Đạt Ma hỏi, đó là cái câu không có khác gì với cái câu mà Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy cho Ngài Thái Trữ Khâm, tức là Vua Trần Nhân Tông, là một vị đại thiền sư giác ngộ của Việt Nam, lập ra thiền phái Trúc Lâm. Thái tử Trần Khâm hỏi, cái cốt yếu thiền của thầy là gì? Trước khi quay trở về cung điện để làm vua, thì Thái tử Trần Khâm hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ câu đó. Hỏi một câu cốt lõi để mà tu, ta không cần nhớ nhiều. Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nói là phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nhìn thẳng vô cái tâm của mình, đó là phận sự, đó là cái nhiệm vụ tu tập, đó là cái cốt yếu. Chứ không có phải hướng ra bên ngoài mà được. Bất tùng tha đắc, tức là không chạy theo bên ngoài mà được. Thì câu đó nó khác gì với cái câu của Bồ Đề Đạt Ma hỏi Huệ Khả, đưa tâm này tòa an cho. Hỏi một câu là buộc cái câu đó, nó giống như cái chìa khóa. Mình phải nương theo câu đó mà mình quay về, mình nhìn thẳng vô tâm mình. Nó giống là một công án vậy đó. Và nó có khác gì với cái chuyện mà Đức Thế Tôn dạy là thân thọ tâm pháp này phải thường giữ chánh niệm tỉnh giác lên trên đó. Thì mình rọi cái ánh sáng biên tỉnh giác chánh niệm lên trên các cái đối tượng thân thọ tâm pháp này hàng ngày. Cái cách nói thì khác nhau, nhưng mà cái mục đích của họ là để thay thế cái vọng niệm, cái ảo tưởng bằng cái chánh niệm tỉnh giác. Và việc đó là phải ai làm? Mình làm. Và có khác gì với cách là Ngài Thiền Sư Thanh Từ dạy tri vọng? Vọng là ảo tưởng, những khách không mời mình đến trong tâm mình. Bây giờ nếu mà mình tri nó thì nó không còn vọng nữa. Còn nếu mình không tri thì nó dẫn dắt mình đi, nó xỏ mũi giống mình, giống như con trâu. Và nó
sỏ mũi nó dắt con trâu mình đi, nó dắt cái con người mình đi. Nhiều khi mình đi mà mình suy tư mà mình không biết mình suy tư. Và nguyên một ngày như vậy là mình sống ở trong cái suy tư, tức là mình mộng du lúc tỉnh. Mình ngủ thì mình mộng du, mình đi và người ta biết mình mộng du, nhưng mà mình tỉnh mà mình đi trong suy nghĩ và người ta nghĩ là mình bình thường. Nhưng tất cả mọi người hầu như là đang mộng du trong lúc tỉnh, bây giờ vừa đi mà vừa suy nghĩ. Như vậy cách ở đây là mình chỉ cần tri cái suy nghĩ đó, tức là mình biết là mình đang suy nghĩ, tức là mình đang tri vọng. Khi mình tri thì nó không còn vọng nữa. Như là Phật hay Tổ, mình nên nương tựa ai? Không nương tựa ai hết. Ngoài chính mình, hải đảo tự thân. Phật đã dạy ở trong kinh Kalama là tin chưa đủ, phải nghe cái bậc trí khen ngợi và tự mình phải trải nghiệm. Kết quả là mình phải thấy được nó là đúng hay sai. Ồ, như vậy là đi trải nghiệm hết sao? Thời gian đâu trải nghiệm? Rồi không lẽ mình lấy cái bản thân kiếp người ngắn ngủi này là giống như con chuột để mà mình đi thử tất cả phương pháp sao? Không phải vậy. Mình tự thân biết hết đó. Là uống nước, cái nào nóng, cái nào lạnh là mình biết. Cái nào còn tham sân si là mình biết. Và cái nào nó giúp con người mình bớt tham sân si là mình biết. Cho nên khi mình ở trong nhà Phật, cái việc mà ai đó nói rằng nên theo người này không theo người kia, đó chỉ là phương tiện để cho mình có một cái tính chất đồng hóa, nhận dạng, à ta là người Việt Nam, ta phải tu theo cách Việt Nam. Ta không thích bên Tàu, xong cái ta nghĩ rằng cái gì bên đó qua là ta dẹp hết qua một bên để ta nuôi lớn cái tính dân tộc hóa của mình, để mình có cái gì đó riêng của bản thân. À, áo cũng phải là của Việt Nam, chùa cũng phải của Việt Nam, kiếm một cái gì đó nó riêng riêng của mình để mình dễ mang tính chất cá nhân biệt lập đó mà dạy, mà đi vào lòng người ở Việt Nam dễ hơn. Đó chỉ là phương tiện hết. Còn khi mình tu à, Đức Phật đã bỏ đi cái cung vàng địa ngục là một trong những cái caste system, tức là cái gì? Cái truyền thống giai cấp rất là nặng nề của Ấn Độ. Ngài đã tuyên bố là Ngài bỏ, và Ngài nhận tất cả đệ tử vô như là nước trăm sông về một biển. Ai cũng phải cạo tóc và mặc đồ giống nhau hết, giàu nghèo, sang hèn gì, không có còn sự phân biệt nào cả. Thì có nghĩa là gì? Mình là một con người chứ không phải mình thuộc về một nhóm người nào đó. Vấn đề là không phải mình cố gắng trở nên một con người đặc biệt, mà mình hãy bỏ tất cả cái gọi là đặc biệt về hình tướng đó để mình nhận ra là con người là đặc biệt rồi, không cần phải trở nên một con người đặc biệt nữa. Thì cái sự giác ngộ trong mỗi con người mình đã có sẵn. Bây giờ mình bỏ đi tất cả những cái lớp áo bên ngoài kia, là Phật giáo Ấn Độ, là Phật giáo Việt Nam, là Phật giáo Trung Quốc, là Phật, là Tổ, Avala, đủ thứ chuyện hết. Bỏ hết tất cả các lớp áo đó. Bởi vì cái thân thọ tâm pháp này nó cũng có 4 cái lớp áo này. Sắc thọ tưởng hành thức. Cái lớp áo trong cái bên thân tâm này mình còn phải cởi bỏ ra để mình đạt được cái vô ngã và cái pháp không. Huống hồ gì mình chưa bỏ nó ra, mình cứ mặc vô cái lớp áo Phật giáo Việt Nam, cái lớp áo Phật giáo Tây Tạng, cái lớp áo Phật giáo Ấn Độ, cái lớp áo Phật giáo Trung Hoa, rồi mình coi thử cái nào mà nó tốt nhất để mình theo. Đó là một loại lớp áo. Và mình cứ đồng hóa với hết lớp áo này lớp áo kia, vô tình mình tạo ra một cái sở tri trước, rồi mình biết khá nhiều để chi? Cái tôi mình nó cũng theo đó mà nó cảm thấy nó tốt hơn người khác. Thế mà cuối cùng cái việc tu của mình là trở nên là sunyata, trở nên là bình đẳng, trở nên là không phân biệt, trở nên là inclusive, tức là bao gồm được tất cả. Nhưng mà sau mình tu một thời gian cái mình thấy có một sự phân biệt rất là nhiều ở trong tâm mình, nên theo cái này không nên theo kia, cái nào tốt hơn, mọi sự so sánh là xúc phạm hết. Cho nên Phật đã tuyên bố trong kinh Kim Cang rồi đó, đừng có lấy hình tướng và âm thanh mà nghe Ngài. Kẻ nào lấy hình tướng âm thanh và nghe Ngài, kẻ đó là hỷ bá Ngài và không bao giờ thấy được Như Lai. Vậy đánh răng mỗi buổi sáng là mình làm. Trong khi mình đánh răng á, mình đưa cái tay lên bên trái hay bên phải trước? Sáng dậy mình hà hơi ra bên nào hôi trước, mình biết không? Nếu mình không biết thì người khác sẽ giúp mình biết á. Mà khi người ta biết là người ta chạy bảy xã luôn. Như vậy thì ai giúp mình? Tổ sư Trung Hoa hay là Phật giúp mình biết cái răng mình thôi? Không ai làm được điều đó hết.
ai giúp mình ăn cơm? Ăn no chưa ai giúp? Mình là biết hay no hay chưa? Bước chân mình từ điểm A đến điểm B, mình đi 5 bước. Ai giúp mình tránh được cái gai hay con kiến để khỏi tạo nghiệp làm mình khổ và làm chúng sinh khổ? Tổ Trung Hoa hay là Đức Phật? Không ai ngoài chính cái con người của mình trọn vẹn trong mỗi phút giây hiện tại và nhiệt tâm. Apatti, chánh niệm, samatti, tỉnh giác, sambandhana. Đó là ba cái bước nhiệt tâm tính chánh niệm tỉnh giác ở trong Satipatthana, bài kinh của chánh niệm, về chánh niệm mà Phật dạy trong Trường Bộ và Trung Bộ. Và đó cũng là phản quang tự kỷ bốn phần sự bất tùng tha đắc của Phật giáo Việt Nam. Và đó cũng là đưa tâm đây ta an cho Phật giáo Trung Quốc Bồ Đề Đạt Ma dạy cho ngoài Việt hả. Và đó cũng là cái cách mà Ngài Thanh Từ và Thầy Tri Vọng đưa cái tâm, với cái tâm suy nghĩ của mình ý thức được nó đang suy nghĩ. Bởi vì nó vọng tưởng hàng ngày, mình không định tâm khi ngồi xuống 2 phút, thì trước hết là mình phải biết được cái tâm mình nó vọng. Khi mình chiếu cái ánh sáng lên cái vọng là bóng tối, nó bắt đầu giảm dần, yếu dần. Ở chừng đó cái tâm mình nó định là cái bản lai diện mục mình nó hiện tiền. Mình ngồi xuống nó trơ trơ đó, chứ mắt mới suy nghĩ gì chứ. Bởi vì hàng ngày mình không có tri, cho nên ngồi xuống nó vọng nhiều. Nhưng hàng ngày mình tri, mình ngồi xuống vọng nó ít. Như vậy nó có khác gì đâu. Vậy không có phân biệt Phật với Tổ. Sự giác ngộ thì không phải là sự giác ngộ của riêng ai. Sự giác ngộ không bị cái lòng gà nó sở hữu. Sự giác ngộ của Ấn Độ, sự giác ngộ của Tây Tạng, sự giác ngộ của Trung Hoa, sự giác ngộ của Việt Nam. Nếu mà có một sự giác ngộ mà riêng biệt á, thì thôi rồi, đó chỉ có cái tôi nó mới sở hữu một sự giác ngộ. Và sự giác ngộ đích thực của Phật giáo là không tôi, vô ngã, nanseva-natta. Thì sự giác ngộ không phải của riêng ai mà có, và nó không nằm bên ngoài con người mình mà có. Và như vậy thì mình không còn cảm thấy khó chịu nữa. Mình đọc tất cả những cái cuốn sách, những cái Phật giáo nào mà làm cho tâm mình cảm giác là bừng lên, sáng lên. Và vì thầy nào, cuốn sách nào, pháp môn tu nào mà mình cảm giác là mình chạm được cái tự tánh tâm của mình, cái ánh sáng chánh niệm của mình, tham sân si nó bớt dần dần, lòng từ bi, trí tuệ, sự vững chãi của mình nó phát triển đến mỗi ngày, thì đó là cái thứ mình theo. Mình đừng có đặt cái, mình đừng có đắc nước hóa nó lên, dân tộc hóa nó lên, và nhân cách hóa nó lên thành một con người, một nhóm người, một đất nước, để mà mình cảm giác là mình theo người này hay người kia. Cuối cùng thì hải đảo là tự thân. Ánh sáng chánh niệm là mình tắt được thì mình bật được. Mình ngủ mình tỉnh mà. Như vậy đó là cái cách, mà cuối cùng thì không phải là cách nào cả. Bởi vì con đường đi vô đây nó không có con đường. Mình đi hướng đông á, thì có điểm A, điểm B, mình hướng ra mình đi. Và mình bắt đầu từ điểm A và mình dừng ở điểm B. Nhưng khi mình vô đây thì mình không có điểm A, điểm B. Bởi vì mình quay về với mình thì mình, nó có một cái điểm A với điểm B cách nhau sao? Không có. Khi đi vào đây thì hoàn toàn là mình tỉnh giác chánh niệm. Vì mình ý thức rõ ràng thì làm gì có một cái khoảng đường A, B đâu. Không có. Mình chỉ dừng lại hoặc là chỉ ý thức rõ mọi thứ thì đó ngay chính là mình. Và khi đi vào trong thì nó không có đoạn đường. Chứ là trực chỉ chân tâm. Trực chỉ vào cái nhân tâm, tức là trọn vẹn cho từng khoảnh khắc ở đây và bây giờ. Mình làm được cái điều đó bao nhiêu? Rồi, cái chuyện đó là của bản thân mình và mình tự biết. Chứ không phải ai biết thế mình, và không phải Phật, không phải Tổ làm được. Và cách tu nào tốt nhất? Dạ, con xin thưa là không có cái gì nhất cả. Vì đó là sự so sánh. Nhất người này nhưng không nhất người kia. Nhất với mình với khoảnh khắc này, nhưng mà khoảnh khắc khác là nó không nhất. Thì việc của mình là hãy đo thử cái mức độ tỉnh giác chánh niệm của mình trong mỗi phút giây đời sống một ngày nó lớn lên như thế nào, tham sân si của mình nó ít như thế nào, từ bi và trí tuệ và độ vững chãi định tĩnh của mình, giới hạnh của mình nó trong sạch mỗi ngày như thế nào, là tự mình biết hết. A Di Đà Phật, con kính chia sẻ, mong quý vị liễu tri và thực tập xa thuộc.